Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Trần Mạnh, anh em Giang Ngô, anh em Nguyễn Tuấn Anh, anh em Nguyễn Thân Trọng, anh em Nguyễn Tân Phát, anh em Chơi Khuya, anh em Tuấn Nghĩa và cuối cùng là anh em Văn Bình DKC. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Cái clip ngày hôm nay tôi làm như một cái món quà gửi tới anh em Trần Mạnh. Đây là một cái món quà cảm ơn vì anh em Trần Mạnh đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Cảm ơn anh em Trần Mạnh rất là nhiều. Và tôi hy vọng là anh em Trần Mạnh sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như cái thời điểm hiện tại anh em Trần Mạnh nhé. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đã có hỏi anh em Trần Mạnh là anh em muốn chơi cái gì để tôi có thể chơi làm cái món quà tri ân anh em. Thì anh em Trần Mạnh rất là dễ tính, nhưng mà anh em Trần Mạnh có nói là tôi có thể chơi bất cứ cái gì mà tôi muốn, miễn làm sao để có thể đấm được đối thủ là được. Đó. Thì ok. Thế thì lại rất là cảm ơn anh em Trần Mạnh nhá. Cảm ơn anh em Trần Mạnh rất là nhiều. Vì anh em Trần Mạnh đã giúp tôi coi như là bớt đi một phần nào đấy cái gánh nặng khi làm content. Đấy. Miễn là làm sao đấm đối thủ sấp mặt là được. Đấy, nên là hôm nay chúng ta chơi theo cái kiểu là tắt nước theo mưa, tức là bài ra gì thì chúng ta chơi đấy thôi. Đấy, cho cái gì chơi đấy là ngon nhất rồi. Chứ còn cũng không ép, không bắt là phải, bắt buộc là phải về cái bộ nào cả. Đấy, chuyển bài các thứ thì có thể là chuyển cũng được, nếu mà đối thủ cần phải counter. Đấy, còn không cần phải counter thì có thể ra bài nào chơi bài đấy. Ví dụ như là bây giờ là ra một con ác mộng này. Đấy là có thể chúng ta có thể chơi God, đúng không? Ra ác mộng sớm này, God Exit. Quá mạnh. Đùa chưa, chơi bộ God Exit thì nói chung là cầm chắc cái top 1 rồi. Tầm này God Exit là cực kỳ khỏe luôn. Anh em có biết là trận này có thể chơi cái gì không? Goblin. Chắc nó là Goblin rồi. Vì làm sao? Có bom, có máy bay, có cá lông anh em ạ. Quá là ok luôn. Tuyệt vời. Goblin cũng là một cái sự lựa chọn không tồi trong trận đấu này đâu nha. Đấy, anh em đừng có coi thường cái bộ Goblin. Anh em cứ nghĩ là cái bộ đấy nó yếu, nhưng mà không yếu đâu anh em ạ. Bộ Goblin nếu mà anh em được độ thì anh em vô địch luôn. Không có cái bộ nào cản được đâu. Nhất là khi mà được độ xong rồi có công nghệ max sớm ấy. Tinh hoa công nghệ mà nó roll ra được tướng 3 sao 5 tiền ấy thì thôi xác định chả có thằng nào ăn được anh em luôn. Ui, cái gì đây? Không chơi đâu, không chơi đâu. Không, 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 không. Ui, chờ cái gì? Lừa đấy, lừa đấy. Không, không, không. Ra đúng cả bộ ui chờ. Chúng ta có thể chơi nếu mà chơi fake, chơi fake, chơi Goblin fake, đánh ở level 6 đủ. Đúng không? Goblin fake là có thể chơi được nha. Chơi tạm vụ Goblin fake đi. Ui thằng này khỏe quá anh em ạ. Thôi xong rồi. Ăn được không? Liệu rằng cái con Skybreaker nó có gánh cho tôi không? Gánh được không? Được. Hay. Được đấy. Mua luôn con này luôn này. Goblin fake là chúng ta lên được 6 mà ra được con wizard nữa là có thể chơi được rồi. Goblin fake mà đánh ở level 8 thì khỏe lắm ấy nhá. Đủ bộ Goblin đánh ở level 8 chắc cái tầm đấy chả có thằng nào ăn được đâu. Trừ khi có nhà phép thôi. Chỉ có hy vọng là nó ra cái con wizard sớm. Tôi chỉ sợ là con wizard bây giờ nó không ra, mặc dù nó ra tôi cái con Grim rồi. Và dễ lừa lắm anh em ạ. Trông giống kiểu bị lừa. Round sau là sẽ up lên rồi. Thằng này còn kẹp cá vậy. Dã man. Kẹp cá thì vẫn đứt rồi. Ok. Bây giờ tôi đang là God. Đúng không? Ờ đúng rồi. Vẫn đang là God đấy chứ. God kết hợp với cả Goblin mà.
9m à? Ơ đánh một lúc về cái bộ 9m ạ. Vừa mới chơi 9m video trước rồi. Anh em bảo tôi có chơi 9m ở trận này nữa không? Thật đấy. Này anh em nhìn này, giống không? Giống nhỉ. Lại về 9m thì tôi lại bỏ mẹ. Có cái gì hay ho hơn cái bộ 9m không? 9m vừa chơi tập trước rồi anh em ạ, không muốn chơi lại hai cái trận đấu, hai cái video gần nhau mà chơi bộ giống nhau thì cũng không hay lắm. Bởi vì nó cũng đông, không phải là đang làm content 9m. Kiểu như một cái tuần lễ mà mình kiểu sắp phải chia tay cái bộ 9m vì nó không chơi được nữa ấy, thì sẽ có một cái tuần gọi là tri ân 9m. Ôi chết mẹ ơi, thua. Chán nhờ. Chán thật sự, còn lọt nhiều chứ. Ơ kìa, ơ được. Ui giời ơi. Cũng may là giết được cái con 2 tiền 2 sao. Ơ kìa, khả năng 9m là cao anh em ạ. Ra con Thunder, đập Thunder luôn, chơi 9m luôn. Bài nó cứ cho thôi thì biết làm nào. Godmate thì trận này chắc chắn là không chơi được rồi nhá anh em nhá. Godmate mà không có rớt thì không bao giờ chơi. Nói luôn. Godmate không có rớt chơi làm gì. Ở trận này vẫn đang muốn chơi Goblin. Ui thằng này khỏe thế. Giờ chịu rồi. Gặp hai thằng liên tiếp mà khỏe thật. Trời ơi nó khỏe như này cơ mà. Thằng này chắc 9m này. Thằng này giống mẩu 9m lắm anh em ạ. Ui vãi đái. Thằng này giống 9m lắm. Cái này thì lại gót à? Ờ. Cho con gót ở vua lên 2 sao mà bây giờ lại chơi 9m à? Ôm hơi nhiều nhỉ. Chết rồi, thọt tiền quá. Hay là bán đi. Ôm nhiều thứ quá anh em ạ. Grim ra sớm, có chơi 9m không đây? Trận này khả năng là gặp một cái thằng chơi 9m ấy. Tôi nhìn thấy cái thằng vừa rồi gặp rất là giống luôn. Ra con Flame 2 sao rồi. Đây ở trong đội hình lại có hai con Sandbow Exit. Đấy, nó rất giống luôn ấy, rất giống, giống lắm. Hiện tại mình kết hợp với cả hai God với cả cái bộ Goblin này thì cũng ổn. Nói chung là cũng ok. Cũng có thể giữ được máu nhưng mà đang thọt tiền quá. Chơi bộ nào thì cũng phải có tiền thì mới chơi được. Kiểu mình không eco không gì cả nhưng mà tiền nó đang bị thọt đấy, không có chuỗi. Ui, bỏ qua Storm Shaman rồi đấy, ra tư tế này. Nhưng mà trận này không có mèo 5 đô. Nào đây. Khó nghĩ nhỉ. Rất giống 9m luôn. Rất giống 9m anh em ạ. Trời ơi, tôi đang hơi đau đầu cái đoạn này. Bây giờ chỉ cần ra con Zoro với cả một con Wizard là được 9m thôi. Đấy nhưng mà đang phân vân. Giữ máu tí đã nhỉ. Ok. Đao này đừng bảo thua nhá, thằng này đang eco đấy. Anh em Trần Mạnh mà tôi chơi 9m thì không biết em anh em Trần Mạnh có chấp nhận không nhỉ? Cái lý do là bây giờ mình chơi 9m thì đấy rồi ôi anh em ơi, đủ bộ luôn. Phải đài. Tôi chơi Goblin Fake trước vậy. Mà bây giờ kiểu chơi 9m thì không biết là anh em Trần Mạnh có chấp nhận không. Giống lắm anh em ạ. Bây giờ đủ bộ rồi nhá. Thiếu mỗi con dơ sò thôi. Con này quá dễ ra. Ra con dơ sò mà đánh ở level 6 đã đủ bộ 9m rồi này anh em này. Chưa cần phải up 7 luôn. Nếu mà ra thế thì chắc là bán con God of War đi chơi 9m luôn. Như tôi đã nói là tôi sẽ không chơi Godmate đâu. Trận này không có rớt được không chơi đâu. Chỉ là một là 9m hay là gì.
là chơi gót, nhưng mà chơi gót khác anh em ạ. Chơi gót thì chơi cái bộ khác chứ không chơi gót mết. Gót thì là có nhiều layup. Gót Exit là đang khỏe, nhưng mà nếu mà không muốn chơi gót Exit nữa ấy, bởi vì cái thời điểm vừa rồi là tôi chơi hơi nhiều thì tôi có thể là ủa tôi chết mà mày Kubli nào. Cứ đến lúc mình nghĩ được một tí thì nó lại ra anh em ạ. Thế thì cái lúc mình nghĩ một tí nó lại ra. Thôi bỏ cái này đi. Từ đã. Tầm này nói chung là cũng không Goblin được đâu. Tầm này chưa ra Zipper. Nhìn đã thấy là không phải Goblin rồi. Bây giờ chỉ một là God hay là 9m thôi. Ui thằng kia nó lên 8 rồi kìa anh em kìa. Vãi đái. Chuối cộng 8 áp thẳng lên 8 luôn. Căng thật. Trên này còn có thằng Eco chơi, chơi ấy không? Chơi. Có phải là Assassin kẹp với cả con này không? Có phải Assassin kẹp với con Fallen không? Assassin Fallen Witcher à? Thằng kia nó xanh nhờ anh em nhờ. Lên 8 kìa. Round 13 lên 8. Điều là Round 13 áp bực lên 8 á. Bây giờ gặp lại cũng thua thôi, chả ăn được. Giờ form về 9m thì có ăn nổi nó không nhỉ? Chưa chắc ăn được, phải 2 sao cơ. 1 sao không có cửa. 2 sao mà phải 2 sao con Thunder nhá. Chứ không phải 2 sao con Flame. 2 sao con Flame thì chịu. Ủa sao thằng nào cũng to đây. Nhìn mấy thằng này to đấy nhỉ. 4 bit rồi đấy. 4 bit Sunbow 2 sao. Zipper 2 sao. Mà tôi chả nhất lại không ăn được. Đủ bộ Goblin rồi vẫn thua. Không. Ok. Giời sợ thế. Không. Gia cáo à. Gia cáo với một trứng ấy, chơi beat à. Trận này có con beat 5 đô ấy. Nhưng mà bây giờ ra form bài như này lấy đồ các thứ ngon nghẻ rồi. Tôi chắc tôi không quay xe sang beat đâu. Trận này đồ mết đang ngon anh em ạ. Toàn đồ tăng mana rất là ngon luôn. Bây giờ mà chuyển beat lại vứt hết mấy cái món này để đổi sớm ra quyển sách thì đã không hay lắm. Hay là chuyển sang beat thì lại phải có một khoảng thời gian để đợi cái găng Takira đúng không? Hơi mất thời gian vào cái việc để nhập cuộc của trò chơi. Bây giờ mua beat mua lại từ đầu hơi lâu anh em ạ. Thôi. Đang có sẵn rồi chơi đâu. Bây giờ có hai con đường thôi, bắn trưởng là Goblin hoặc là bắn trưởng 9m hoặc là bắn trưởng God. Bắn trưởng God thì khả năng là nếu mà chuyển sang God thì chơi God Warlock cũng được luôn. Mà từ từ đã để xem. À, thế này thì 9m à. Ồ thế càng quá nhỉ. Tín hiệu chơi 9m rồi. Thôi, bỏ God đi. Đánh ở level 6 đó. Từ từ đã, tích tiền anh em ạ. Trận này thọt tiền quá. Ôm bị nhiều ấy, ôm nhiều thứ. Bây giờ vẫn 40 tiền. Ra 16 rồi mà vẫn 40 tiền. Level 6, chưa lên được 7 cơ. Chứ bình thường bây giờ là tầm khoảng level 7, 50 tiền nó là bình thường. Gương thần ấy. Tí nữa cho giờ so. Trong cái trường hợp mà tôi chuyển sang God thì cái gương này nó cũng sẽ giúp tôi. Cũng được, chơi cũng được. Này, thằng này nó còn có khi nó còn khỏe hơn tôi ấy, anh em ạ. Trông bài to vãi. Thua. Chịu. À ư, combo đẹp thì lại ăn. Ờ được đấy nhở. Thế thì được. Hai lần tung trưởng. Ngon. Ơ tôi có chuỗi, thằng kia mất chuỗi rồi. Bây giờ tôi lại đang có chuỗi mới ghê chứ nị. Mà lại có 9m luôn này. Có bộ 9m rồi. Bây giờ có chuỗi chả nhẽ lại không up 7 nhỉ. Up 7 nhưng mà chỉ được cho được một cái con rất là phế ở đây.
Thực sự là nếu mà cái con God of War nó không ở trong bộ God thì nó không có cái gì để mà nó gia tăng thêm sức mạnh cả ấy. Ủa không, thằng này vẫn ăn được không? Thằng này vẫn ăn được. Tôi nghĩ là sẽ không thể thua đâu. Ơ kìa. Không. Ăn được. Ok ok. Thằng này 50 tiền này. Level 7 50 tiền. Đấy, thôi đúng rồi. Lại 9m rồi. Với hai trận 9m liên tiếp à? Tôi nghĩ là chắc là anh em Trần Mạnh cũng sẽ thông cảm với tôi được thôi. Anh em bảo tôi chơi gì cũng được mà, đúng không? Bài giờ nó cho chẳng nhẽ không chơi. Thề. Bây giờ mà ra con ác mộng nhá. Thứa với anh em tôi xoay bài, tôi xoay sang chơi Warlock. Bây giờ tôi không thèm mua con Warlock vào luôn, nhưng mà nếu mà ra được cái con ác mộng ấy là tôi sẽ chơi Warlock. Đấy. Đấy. Uy tín nha anh em nhá, uy tín luôn, không thèm sửa farm 9m luôn. Không, anh em lại bảo tôi sửa farm 9m thì tôi không biết chơi cái bộ gì cả. Tôi cậy là tôi thông thạo 9m rồi, tôi chơi 9m cho nó dễ làm content. Đấy, thì tôi hứa với anh em luôn, ra con ác mộng tôi đập trứng tôi quay xe luôn. Ủa trận này nhá, không phải 9m đâu anh em ạ, mà nó phải là gì? Nó phải là Saman, nhưng mà sai lầm rồi, không mua Saman. Ôi. Thật á? Thật là như thế luôn á? Ý trời rồi anh em ạ, ý trời rồi. Thế là phải chuyển rồi. Ôi giời ơi. Hóa ra là nó lại là như thế anh em ạ. Hóa ra là ý trời à? Ok. Đấy nhá anh em nhá, uy tín luôn nhá anh em nhá. Rất uy tín đấy. Vậy là tôi sẽ, chuyện này tôi sẽ phải chơi là ui thằng này xanh thế này. Phải cả bài ạ. Thua. Wolverine hàng riu. Wolverine hàng riu full 2 sao. Ơ chịu rồi. Cắt chuỗi luôn ạ, thằng này có chuỗi đến tận level 9. Nó lại cắt chuỗi được của tôi nữa. Thôi chuyển sang Warlock rồi. Hợp lý đấy. Mà thực ra là cũng không hợp lý lắm, 9m ngon hơn. Đánh với Wolverine chơi 9m ngon hơn Warlock anh em ạ. Warlock lằng nhằng lắm. Warlock bây giờ cái con ác mộng này nó chơi nó hơi kém một tí. Kiểu cái lượng đam của nó không được nhiều. Đã chơi Warlock ấy thì xác định là lên 9 nha anh em nhá, chứ không đánh ở level thấp đâu. Tôi có con ác mộng 2 sao và tôi sẽ dí lên 9 thôi. Bây giờ vẫn chưa thấy ra cái con Grand Herald, chưa thấy ra cái con God of Light anh em ạ. Không biết đến bao giờ mới được God Warlock đây. Chơi 6 Warlock fake trước thì cũng được. 6 Warlock fake nó có khỏe bằng Goblin không nhỉ? Goblin fake cũng uy tín lắm anh nhá. Bây giờ nó được cộng nhiều máu hồi với cả nó có giáp to. À ui đây rồi. Thế thì hai God. Ok. Hai God Warlock, 4 Warlock vào. Được chưa? Này ngon chưa nhỉ? Lấy cái này đi. Không biết phải sai lầm không. Thực ra ba cái món đồ nó đều lấy được. Mà bây giờ lấy cái chén thánh để có tăng khỏe năng hồi máu thì cũng ngon. Nó cũng khá là hợp với bộ Warlock. Nhưng mà nếu mà lấy cái chống hồi máu thì cũng ngon luôn. Cái ánh mắt của Ares ấy, nó cũng là một trong cái món rất hợp với bộ này. Tôi đang tính chuyển sang cái bộ God Aegis này này.
Bây giờ chơi God Warlock hay God Aegisid nhỉ anh em nhỉ? Nếu mà những cái trận đấu mà có beat ý, thì mình chơi God Aegisid nó mạnh hơn God Warlock đấy anh em ạ. Có beat ý. Đấy, còn những cái trận đấu mà không có beat thì chơi God Warlock ngon hơn. God Warlock có rất sợ beat. Lại gặp cái thằng này xanh thật đấy. Ui, nhìn tiền của nó kìa. Level 9 nó sắp dí lên 10 rồi ấy. Vãi cứt anh em ơi. Ôi thằng này đủ 6 goblin 6 mech rồi ạ. Thế thôi xong rồi, nó vừa ăn được cái công nghệ mech tinh hoa rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi, hỏng rồi, hỏng thật sự rồi. Tôi còn chưa lên được 9 thế này, tôi còn chưa lên được 9, tôi còn chưa form được đủ bộ. Nó đủ bộ tối thượng rồi. Bây giờ mà mấy cái thằng kia nó yếu ấy, sang thua là chết với nó luôn ấy. 6 goblin 6 mech đã bắt đầu mua được cá lông bay luôn rồi. Thôi hỏng rồi, đủ bộ rồi. Chơi hàng riu luôn, không cần phải pha ke luôn kìa. Sợ quá nhờ. Đổi luôn đồ cam đi. Ok. Chả biết có sống sót nổi không này. Cái tầm này chưa đủ bộ, máu tụt kinh quá. Cái con ác mộng ấy, nó bây giờ nó gây đam chậm lắm anh em ạ. Nó không uy tín như ngày trước nữa, nó bắn trưởng rất chậm luôn. Này anh em nhìn này, điều thật. Lại sấp mặt của nó rồi. Ơ không không không, được. Được, may quá. Thằng này chơi Goblin Witcher ạ. Ơ vãi đái nhỉ. Goblin Witcher. Ok. Lên 9 cái đã này. Có lên chơi Aegisid không? Trận này God Aegisid. God Aegisid kẹp Warlock và đánh ở level 10. 6 Aegisid 4 Warlock. Level 10 là đủ bộ. Có beat này. Ui cái round này sấp mặt luôn với thằng beat rồi anh em ơi. Ui, vãi đài. 20 màu á. 6 Warlock này. Đủ bộ 6 Warlock à. Thật là điên rồ. 6 Warlock. Ok. Bốn 41 màu anh em ạ. Bây giờ gặp beat 2 round nữa là đi. Tầm này chưa đánh được beat đâu. Anh em nhìn cái pha vừa rồi này anh em thấy. Nó đẩy nhanh thật ấy. Phải có cái giáp ấy, có cái giáp thép ấy, ít nhất là cái giáp thép. Không có giáp thép không đánh được beat đâu. Full 2 sao chưa chắc đã ăn được. Thực ra cái đồ của tôi nó cũng khá là ngon chứ nó cũng không phải là yếu nhá. Nhưng mà cái bộ này bây giờ nó yếu ấy. Do cái line up yếu. Ui giời ơi. Chán thật. Có khi là vẫn phải đổi luôn đấy anh em ạ. Bây giờ cái mặt lạ hút máu nó không dùng được. Vứt chén thánh đi để lấy một cái món đồ tím. Anh em thấy có ok không? Hay là bây giờ đổi sang một cái món đồ cam luôn nhỉ? Giữ lại cái bờ linh và cái vương miệng thôi. Được không? Liều ăn nhiều luôn đi. Anh em ạ, liều ăn nhiều thôi. Xem nào. Được, bất diệt là được đấy. Sống dài hơn một chút. Gặp thằng này thì vô tư. Thằng Goblin. Thằng này là cái thằng mà Goblin nhưng mà sắp chết anh em ạ. Nó không giống như thằng Goblin kia.
Goblin này là Goblin dễ chết rồi, không ra bom, không ra máy bay, không ra gì cả, sắp chết đến nơi rồi. Cho lên 2 sao thế nào. Cay nhỉ. Cần mấy cái con Warlock lên 2 sao. Trận này có khi là tí nữa chúng ta nếu mà giữ được máu ấy, tôi nghĩ là sẽ chuyển sang God Exorcist để đấm cái nhà Beat đã anh em ạ. Ưu tiên đấm chết nhà Beat trước. Nhà Goblin thì 6 Warlock là chơi được nhá. Còn Beat thì 6 Warlock này để xem đã, xem như nào đã. Phải gặp một round nữa mới biết được. Nếu mà ăn được thì thôi khỏi phải chuyển. Còn nếu mà không ăn được thì tôi sẽ chuyển. Bộ gì đấy? Assassin, Assassin. Ok, không sao. Assassin không sợ. Assassin kết hợp với Havoc anh em ạ. 4 Havoc. Sâu chắc bán đi. Bán sâu ấy, chơi cái con này. Chơi nhiều 4 đô vào anh em ạ. Tí nữa mà trong trường hợp đối thủ kẹp Doom vào nó còn lé được. Nó sẽ Doom vào hết những con 4 đô thay cho việc là Doom vào con Ác Mộng. Ác Mộng làm co rất là nguy hiểm. Nếu mà chơi toàn mấy cái con kiểu 3 sao, à 3 đô với cả 2 đô thì nó rất là dễ bị Doom. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi 4 đô thì nó sẽ ưu tiên Doom con 4 đô hơn. Kiểu con Zipper hay là cái con Velomancer này là dễ bị Doom hơn. Gần với lết rồi, chưa biết là có gặp Beat có thua không đây. Chỉ sợ một phát là 20 máu luôn. Đừng nha, đừng nha, đừng nha. Ui, gặp phải to quá rồi anh em ạ. Vãi đái. Chịu. Nói thật với anh em, thằng Goblin nó xanh cái cỡ như này thì tôi làm sao tôi đánh được. To quá à. Kiếm hồn 2 sao, Secret Lancer 2 sao ạ. Trông điên rồ vãi. Chịu. Mà sao cái con Ác Mộng của tôi nó gây đau nó kèm hết nhỉ anh em nhỉ, anh em thấy không? Nhìn kìa. Đối thủ không mất máu luôn ạ. Vãi cứt. Thằng này á, tí nữa máy bay 3, Secret Lancer 3, kiếm hồn 3. Anh em tin không? Anh em tin tôi đi, nó sẽ là như thế đấy. Bán bố này Exit đi. Trận này nếu mà đánh late game là solo với thằng Goblin thì Exit quá ấy. Warlock thôi anh em ạ. Còn đang mộng 3 sao thì may ra có cửa. Cũng chả có cửa nào đâu. Nhìn trông đối thủ to quá à. Máy bay cà lông các thứ 2 sao hết rồi. 5 đô 2 sao full sàn rồi. Tầm này nó đánh toàn thắng nữa mà. Chuẩn bị lên 3 sao hết rồi. Ui rồi, nhưng mà anh em ơi, cái thằng Beat trông nó cũng to quá. Hình như tôi chưa gặp thằng Beat thì phải. Ui đừng gặp nhá. Cầu trời khấn Phật đừng gặp thằng Beat. Cầu trời khấn Phật. Ui rồi mẹ ơi. Vãi cứt ạ. Gặp thằng Beat luôn. Thế rồi xong rồi. Thôi thế đi rồi. Ui giời ơi. Chán là top 5 à. Tôi nghĩ là chắc anh em Trần Mạnh nó sẽ không nói gì đâu nhỉ. Liệu rằng nếu top 5 này mà tôi lên clip thì anh em Trần Mạnh có bỏ hội viên luôn. Ơ à, vẫn sống. Vẫn sống anh em ạ. Ui vẫn có cơ hội, cơ hội, cơ hội. Dễ chết top 3 vậy. Top 3 lên clip nha anh em nhé. Nhưng mà top 3 anh em Trần Mạnh chắc anh em bỏ hội viên đấy anh em ạ. Dã man. Anh em Trần Mạnh chắc bỏ hội viên tôi mất. Nếu mà tôi cái kiểu tôi làm clip tri ân mà tôi để clip top 3 như này. Mà chắc quái đã top 3. Rao tiếp theo gặp thằng Goblin thì xác định là đi rồi gì đó. Vãi đái thật. Nó vẫn để cho tôi một máu mới gọi là cay như này. Thà rằng chết đi làm ván mới đúng không anh em. Nhưng không, nó quyết định là nó để tôi một máu để tôi chơi thêm một chút thời gian nữa. Sau đó tôi về top 3. Đấy. Và tôi về top 3 chắc là cái clip này tôi cũng bỏ đó. Tôi chắc tôi làm clip khác anh em ạ, up lên. Cay rồi. Tôi đã thấy có mùi sai sai rồi. Chơi God Warlock sai lắm luôn ấy anh em ạ.
Giáp xoay. Ok. Làm nào giờ? Bây giờ thì đồ thì cũng chả đổi được cái gì nữa rồi. Hết vẹo rồi anh em ạ. Thực sự là hết vẹo à? Xích à? Ok. Thôi thế thôi. Cũng chả làm được cái gì nữa rồi anh em ạ. Thực sự là hết vẹo rồi. Bây giờ là hết vẹo rồi đó. Cầu trời khấn Phật đừng gặp cái thằng Beat. Cầu trời khấn Phật đừng gặp cái thằng top 1. Cho gặp cái thằng Assassin vẫn có cửa ăn nhá. Từng này đồ là chơi được Assassin nhá. Assassin, Assassin đang có chuyện thua. Gặp Assassin đi. Gặp Assassin, gặp Assassin. Đúng rồi. Hay quá. Ê u đập đầu thế. Thôi chết rồi. Nhưng mà nhiều đồ mà, nhiều đồ mà, nhiều đồ mà. Giáp xoay bật lên, bật lên. Đúng rồi. Hay. Gặp Assassin mới ăn được anh em ạ. Có giáp xoay, có cả bất diệt. Yên tâm. Thằng Beat có khi vớ vẩn đi luôn rao này ấy. À vẫn chưa đi. Mẹ cay ấy. Ui rao này chết rồi. Top 4 anh em ạ. Rao này liệu rằng có sống sau cái thằng B-Bot được không nhỉ? Thằng B-Bot nó chơi Assassin, nó gặp thằng Beat thì tôi nghĩ là nó vẫn sống được ấy. Đùa thật sự như thế luôn. Assassin, 9 Assassin mà gặp Beat thì cái cửa mà ăn được nó vẫn cao. Trong khi mình gặp cái thằng top 1 mẹ vãi cứt ạ. Ui ôi, sao đen thế nhở. Mà tôi chơi cái bộ God Glock của tôi đã thấy là tôi sai rồi. Đúng là sai thật rồi. Không nên chơi cái bộ này. Cái bộ này bây giờ nó yếu hơn trước update anh em ạ. Giảm bố nó cooldown đi, bây giờ còn có 60% thôi. Ngày trước là 65% giảm cooldown thôi xong. Tạm biệt các anh em. Thôi. Thế là còn không được top 3 luôn anh em ạ. Về vãi đái. Thật sự là như thế luôn. Ờ. Có phải không? Ờ. Ok. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Cắt chuối ạ. Nếu hiểu kiểu gì vẫn sống. Ua, thật là thế luôn. Mà cái thằng Beat nó vừa bị thằng Assassin đấm kìa. Đúng như tôi dự đoán anh em ạ. Nhưng mà mẹ rao này gặp thằng Beat anh em ơi. Tôi xong rồi. Ai cứu tôi được đây? Ai mới là cái người có thể cứu được tôi? Ai nhờ? Ai cứu đây? Ai cứu? Cứu, cứu Tuấn, cứu Tuấn, cứu Tuấn. Tôi xong rồi, mẹ Beat. Vãi đái, Beat có cả giảm hồi máu luôn này. Ôi, con cây có chống hồi máu nhá. Kiểu nó đánh kiểu counter mình nhỉ. Thật đấy. Nó giữ lại cái giáp chống hồi máu để nó counter mình. Làm nào giờ? Cầu trời khấn Phật đừng gặp tôi. Đừng gặp nhá. Gặp luôn ạ. Thề. Xong rồi. Ôi chết rồi, cáo trọt kìa. Hỏng rồi. Ôi mẹ ơi đi rồi. À à u à. Vẫn ăn anh em ạ. Được không, được không? Vẫn còn bất diệt. Vẫn còn bất diệt, vẫn còn bất diệt, vẫn còn bất diệt. Ui rồi ui, không chết. Thoát qua được cái cảnh Beat là coi như là qua được cái cảnh giới của sự sống với cái chết rồi đấy. Rồi. Wow. Vậy là round này chúng ta gặp Assassin anh em ạ. Được, Assassin thì lại chơi được. Assassin thì lại chơi được. Có được không ấy nhở? Có chắc là được không? Căng phết nhỉ anh em nhỉ? 9 Assassin fake cũng không biết là có được không. Nhưng mà nó đang thẳng lên anh em ạ. Nó đang chưa chết. Nó đang chưa chết. Nó đang chưa chết. Nó đang chưa chết. Nó đang ăn. Nó đang ăn. Nó đang ăn. 12 máu từ nãy giờ vẫn ngon. Liệu tôi có thể ăn được nó không? Tại sao nó có thể ăn được cái thằng Goblin nhỉ? Ơ gặp Goblin này. Vừa lấy ăn được thì bây giờ cũng ăn được. Đúng không? Có phải 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 không? Được không? Được rồi. Beat đi rồi anh em ạ. Hay quá. Counter hộ cái. Counter hộ cái bạn ơi. À ui sang xem luôn. Chưa chết đâu bạn ơi. À hóa ra là bạn đấm mình.
Vẫn sang đây để xem là tôi đã chết chưa. Chưa chết. Ơ, bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Chưa đâu bạn ạ. Hóa ra là như vậy. Hiểu rồi. Vẫn còn sống dài lắm. Ok bạn nhé. Cái tầm này thì bây giờ làm gì nhỉ? Roll 3 sao thôi. Ác mộng 3 sao gánh kèo thôi anh em. Ơ thế mà cái thằng Beat bây giờ, à cái thằng Goblin bây giờ đánh chữ thua gọi là vớ vẩn như vậy. Thế là thế nào? Không có được công nghệ Max nữa. Tức là nó sẽ bị trứng lại, nó không thể lên được 3 sao rồi anh em ạ. À. Hay quá. Cơ hội, cơ hội, cơ hội. Vớ vẩn top 1 đi chứ. Có khi nào top 1 không nhỉ? À, bây giờ mà đồ toàn đồ cam đắp vào người con ác mộng thì vớ vẩn top 1 thật đấy anh em ạ. À. Toàn đồ đểu này. Ok. Được đấy. Đổi bây giờ chắc đổi đồ cam thôi nhỉ. Tím có cái gì không? Tím hết rồi đúng không? À còn cái dấu ấn Kira anh em ạ. Trời bố là Kira cũng được mà. Bây giờ kết hợp Kira với God hơi bị ngon đấy. Được. Tăng cái lượng máu đang mộng lên luôn. Ok. Rồi bây giờ hiến tế con nào. Được chưa? Ngon chưa? Cho luôn con này nữa đi. Rồi. Được chưa? Ây à, Assassin đấm đau đấy. Ây à, ây à, ây à, ây à. Bạn ơi, một máu, một máu, một máu. Sợ đấy. Ui rồi, vẫn sống. Có chuỗi luôn. Sợ thế nhờ bạn nhờ. Assassin vả đau thật đấy. Con Shadow lên được 3 sao anh em ạ. À. Đấy là lý do tại sao mà nó đánh đang đánh chuỗi thẳng ấy. Ơ kìa, Ron từ lấy giờ không ra ác mộng ạ. Điên rồ ấy nhờ. Được không? Ổn không? Bây giờ tôi kiểu tôi hiến tế cái này, tôi kích Kira, tôi hiến tế như này thì có khỏe không? Chắc là khỏe đấy. Ok. Bạn anh chuỗi thua tiếp đi bạn ơi. Combo quá đẹp đến từ vị trí của con Doctor luôn. Rồi, vô tư bạn ơi. Ơ, vớ vẩn vô địch thật anh em ạ. Vô địch thật ấy. Trông giống lắm. Thằng Assassin sống dai thật đấy. Nó vẫn đang đấm thằng Goblin sấp mặt. Còn 8 máu à? Gặp tôi chắc phải 3 round nữa nó mới đi. Gặp thằng Goblin thì Goblin thua. Nhưng mà thằng Goblin nó còn nhiều tiền lắm anh em ạ. Chả biết là nó sẽ làm cái gì. Nó chuyển bài các thứ các kiểu được mà. Tầm này thấy Goblin không đánh được nó sẽ chuyển thôi. Đấy kẹp đuôi rồi kìa. Mất dậy chưa? Quyết đấm tôi bằng được đấy. Quyết ăn gót bằng được đấy. Kẹp đuôi rồi. Ok thôi bạn ơi. Ok rồi. Ok rồi. Ok rồi. Sợ phết nhỉ. Nhưng mà con này thực ra nó mới có 2 sao. Nó cũng chẳng ngán đuôi đâu. Con Doom nó sẽ Doom vào con mấy cái con 4 tiền. Nó sẽ Doom vào con 4 đô cơ. Bây giờ ác mộng phải lên 3 sao. Thiếu một con nữa. Một con ác mộng nữa thôi. Ơ kìa. Không ra luôn ạ. Đèn thế nhở. Một con nữa mà cũng không cho luôn. Assassin nào cuối nào. Ok. Ây ạ, nó cấm đánh tôi kìa. Tôi chết rồi, chết rồi. Bất diệt lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi, lại hồi, lại hồi, lại hồi. Lại cá hồi. Ui giời, lại ăn được rồi. Thoát rồi anh em ơi. Ui quả vừa rồi tí chết anh em ạ. Vãi đài. Nó dí mạnh phết đấy. Nó dí nhanh phết. Crit kinh nhưng mà tôi có Kira nên là máu tôi nhiều. Có cái món đồ Kira vào máu nhiều đam to anh em ạ. Trầu phết nhỉ. Quả con dơ so. À cái con gì. Con Shadow Crueler của đối thủ. Căng thật. Nó bớ vào nó crit liên tục vào mặt luôn mà vẫn sống. Bật cả bất diệt lên rồi. Quả suýt chết ấy. Ok. May mà có một cái đồ Kira nó chống sốc đam ngay từ đầu ấy. Nó có đủ thời gian để nó hồi máu. Hay, đồ ổn đấy nhờ. Ok, ác mộng ơi. Ra đi, ra đi, ra đi. Ui giời, ra đi. Ơ kìa. Ảo rồi. Đồ gì đấy. Ui thằng này chuyển sang Warlock Witcher à. 6 Warlock. Có phải không? Chưa phải Witcher, đây mới là Warlock thôi. Nhưng mà nếu mà có con kiếm hồn 2 là có chuyển sang Witcher không nhỉ? Sợ phết ấy. Tầm này chắc là tôi vẫn chưa thua được. Ok. Nhưng mà phải kết liễu nó sớm đi không? Để nó mà form được bài chắc cũng toàn. Không lên được ác mộng 3. À? Không lên được ác mộng 3 của chúng tôi à? À bây giờ lên rồi đấy. Thế đi. Không được rồi. Không được rồi anh em ơi. Đúng là Witcher thật. 6 lock kẹp với Witcher. 6 lock kẹp Witcher. Căng nhờ. Cái gì đấy? Ui giời, kiếm hồn 3 anh em ạ. Ui kẹp cả Doom nữa. Xong rồi. Hách vào đúng cái con ác mộng của tôi chứ. Vãi đài. Ê. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tung trưởng đi nào. Ô kìa. Cái con Doom chết rồi, nó con Doom của tôi lần nữa kìa. Tôi xong rồi. Bật bất diệt lên rồi. Ơ kìa, được không? Được không? Hồi máu lên được. Ôi trời ơi, lại bị hack kìa. Mẹ vai đài. Đùa. Nó lên được con kiếm hồn 3 sao. Chịu. Dã man. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là anh em Trần Mạnh, anh em cũng thấy cái clip này nó cũng chấp nhận được đúng không? Chán đời thật sự ấy. Thế cứ nghĩ là top 1 mà nó lại là top 2. Cay nhở. Điên thật. Nó lên là con kiếm hồn 3 với cả nó có cái quả hack chí mạng quá anh em ạ. Hack chế mạng quá. Lại còn cái quả Doom, con Doom rõ ràng chết rồi. Nó lại Doom lên phát lửa được là sao? Bug game. Rõ ràng. Làm gì có chuyện đấy nha anh em nhở. Doom chết rồi mà vẫn Doom được phát lửa. Anh em thấy điều không? Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái 9m ở trong meta mới. Nó khỏe đến cái cỡ như nào anh em nhá. Ôi nói chung là cũng chơi được đấy. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ God mết tối thượng gồm có 5 rồng 6 exit 6 mết kết hợp với 4 God. Đúng là cái bộ thực sự là mạnh nhất cái thời điểm hiện tại luôn. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.